bảy tư thế quan hệ trên ghế tình yêu ghế tình yêu hay còn gọi là ghế tan cha ghế làm tình ghế tình dục đây là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các cặp đôi giúp trải nghiệm nhiều tư thế quan hệ mới lạ mà không tốn quá nhiều sức lực nếu biết cách dùng ghế tình yêu và các tư thế quan hệ trên ghế tình yêu để làm mới trải nghiệm tình dục vợ chồng sẽ có cơ hội để gắn kết tình cảm với nhau hơn nhiều chị em chia sẻ rằng Họ cảm thấy vô cùng sung sướng khi được bạn tình đưa đẩy trên ghế tình yêu. Họ nói ghế tình yêu rất sướng và phê, thật khó để diễn tả bằng lời. Tốt nhất nên thử một lần trong đời. Tuy nhiên đâu phải cặp vợ chồng nào cũng sẵn sàng trang bị một chiếc ghế tình yêu ngay trong phòng ngủ. Bởi vì nhiều khi người thân trong gia đình rồi con cái chạy ra chạy vào, đâu phải ai cũng cởi mở trong vấn đề phòng the đâu, mình cũng cần tế nhị một chút. Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta không quan tâm đến những tư thế tuyệt vời này. Bởi vì Thanh Ngân đã từng chia sẻ, nếu như mà các cặp đôi cảm thấy tình cảm hai vợ chồng nguội lạnh muốn làm nóng lên, muốn cho vợ chồng có những cái trải nghiệm mới mẻ hơn thì chúng ta hãy thử thay đổi không gian, địa điểm, thời gian khác nhau. Và nếu như hai vợ chồng có dịp đi du lịch hoặc là đôi khi rủ nhau đi ra khách sạn, nhà nghỉ gần nhà để làm mới cái không gian thôi mà họ đã trang bị sẵn một chiếc ghế tình yêu rồi, nhưng vì chúng ta không có kiến thức, không biết nên áp dụng và sử dụng như thế nào cho đúng để đem lại cảm giác thăng hoa tuyệt vời cho cả hai thì rất là đáng tiếc đúng không nào? Vậy nên là hãy lắng nghe thật kỹ video ngày hôm nay, 7 tư thế làm tình trên ghế tình yêu để chúng ta có thể sẵn sàng với những cái không gian và địa điểm phù hợp. Nếu như có chiếc ghế tình yêu này thì hai vợ chồng có thể sẵn sàng đưa nhau lên tận chín tầng mây ngay lập tức. Đầu tiên là tư thế Doggy. Doggy là một trong các tư thế trên ghế tình yêu giúp cậu nhỏ thâm nhập sâu nhất vào cô bé, kích thích điểm G và tạo nhiều khoái cảm. Với tư thế quan hệ trên ghế tình yêu này các chàng có thể ngắm trọn vòng ba của nàng và tự do đẩy theo nhịp điệu để cuộc yêu thêm thỏa mãn. Nàng sẽ quỳ trên ghế tình yêu, hai tay chống về phía trước. Chàng sẽ đến từ phía sau, lưng giữ thẳng, bắt đầu áp sát vào cô bé của nàng, tay giữ hông cô ấy để cố định. Sau đó nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong cô bé của nàng, rồi dần dần vào sâu với nhiều lực hơn. Nhịp độ trong tư thế doggy cũng sẽ tăng dần. Đồng thời để tạo điều kiện cho chàng thì nàng có thể dùng lực đẩy mông cao lên giúp thành cô nhỏ lộ diện rõ và vào sâu hơn nghe đến đây nhiều bạn sẽ cảm thấy khó hình dung nhưng mong các bạn hết sức thông cảm vì đây là chủ đề nhạy cảm nên các hình ảnh không thể đưa lên đây được tuy nhiên thì thanh hương đã đưa tất cả hình ảnh vào trong một đường link có gắn ở dưới phần bình luận rồi các bạn hãy truy cập vào đường link đó và lắng nghe thanh hương hướng dẫn thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vô cùng hiệu quả và tư thế thứ hai tư thế bắc cầu đây là một trong các tư thế quan hệ trên ghế tình yêu mà các cặp đôi nên trải nghiệm ít nhất một lần nàng sẽ đặt mông lên phần cao nhất của ghế và thả cơ thể uốn theo bề mặt ghế chàng sẽ đặt tay lên eo hoặc hông để cố định cô ấy và bắt đầu đưa cậu nhỏ vào nếu nàng thích cảm giác lạ, chàng hãy mơn trớn phía bên ngoài cô bé bằng cậu nhỏ một lúc rồi bất chợt đẩy mạnh để tạo bất ngờ rồi nhịp nhàng trở lại. Bên cạnh đó thì nàng có thể dùng hai chân kéo bạn tình lại gần để cả hai bắt đầu thăng hoa. Tư thế thứ ba, tư thế ghế nóng. Tư thế này gần giống với tư thế cô gái cao bồi, chỉ là cả hai sẽ thực hiện trên ghế tình yêu mà thôi. Đầu tiên, chàng sẽ ngồi trên ghế tình yêu, nằm ngửa ra và trong tư thế thoải mái nhất. Nàng bắt đầu ngồi lên trên chàng, đưa cậu nhỏ thâm nhập chậm rãi vào bên trong cô bé ẩm ướt. Nàng đặt tay lên vai của chàng, di chuyển hông từ nhịp độ nhẹ nhàng đến nhanh dần. Hãy nhìn vào mắt nhau để tăng thêm phần khoái cảm. Tuy nhiên ở tư thế này, vì các nàng là người hoàn toàn chủ động cả về nhịp độ, cường độ, lẫn độ nông sâu, và đôi khi hưng phấn quá không kiểm soát được làm quá nhanh quá mạnh dẫn đến các cánh mày dâu nằm bên dưới sẽ dễ bị mất đà tức là ra sớm và khi bị ra sớm như vậy thì cuộc yêu sẽ bị gián đoạn và cả hai hụt hẫng không tốt một chút nào bí quyết cho các cánh mày dâu là hãy giữ chặt eo và hông của nàng để cùng nàng điều chỉnh nhịp độ và cường độ khi mình cảm thấy hưng phấn đang dâng trào và đang chuẩn bị mất đà rồi thì mình hãy kìm lại cùng với nàng làm chậm hơn nhẹ nhàng hơn Và khi cái cơn hưng phấn đó đã, đã qua rồi Thì chúng ta lại tiếp tục để cho nàng tự do Làm nhanh và mạnh Và bí quyết thứ hai là các bạn có thể trải nghiệm thêm Man Plus Gel Long Time Đây là gel giảm nhạy cảm Mình bôi ở phần đầu cậu nhỏ hoặc toàn bộ phần thân Để giúp giảm cảm giác ở các đầu mút dây thần kinh Thì khi đó các tín hiệu truyền lên não bộ sẽ chậm hơn Mình sẽ kiểm soát hưng phấn và thời gian quan hệ tốt hơn tuy nhiên thì gheo này chỉ dành cho những trường hợp độ cương cứng luôn luôn tốt và chỉ có thời gian quan hệ dễ bị ra sớm do mình bị nhạy cảm thôi thì phù hợp còn trường hợp các bạn mà bị khó cương trên bảo dưới không nghe đang quan hệ mà cậu nhỏ bị xìu giữa chừng thì cũng nên cân nhắc khi áp dụng tư thế này bởi khi các bạn ngồi hay các bạn nằm ở bên dưới bắt buộc máu sẽ phải bơm ngược lên trên đây cũng là một trong những cái yếu tố vô cùng khó khăn máu bơm xuôi sẽ rất dễ dàng nhưng bơm ngược sẽ khó hơn thì chúng ta cân nhắc hoặc nếu như chúng ta vẫn muốn áp dụng thì có thể sử dụng thêm man plus gold để giúp cho máu bơm tốt hơn cậu nhỏ đạt được kích thước tối đa máu bơm như vậy thì độ cưng cứng sẽ đạt 100% và đặc biệt là kéo dài thời gian quan hệ 20 đến 30 phút cũng như là sau mỗi lần quan hệ thì thời gian cậu nhỏ phục hồi lại cũng nhanh hơn không phải lo cái tình trạng bị đau lưng nữa thì mọi người có thể tham khảo một trong hai phác đồ để chúng ta có thể khắc phục cái tình trạng sức khỏe của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tư thế thứ tư, tư thế cưỡi lạc đà, gọi là tư thế quan hệ kiểu lạc đà vì cả hai sẽ làm tình ở phần giữa của ghế giống như đang ngồi giữa hai cái biếu của con lạc đà vậy. Nàng sẽ nằm nghiêng một bên trên ghế tình yêu, chàng sẽ ngồi xuống đặt chéo một chân qua đùi nàng, điều chỉnh tư thế sao cho cậu nhỏ được chót lọt vào bên trong cô bé. Đầu tiên sẽ nhấp từ từ, tăng dần tốc độ và đưa nàng chìm đắm trong cực khoái. Các bạn nhớ xem hình ảnh để thực hiện thật chuẩn thật đúng tư thế này nhé. Tư thế thứ 5, ngửa đầu tận hưởng. Ân ái bằng tư thế này trên ghế tình yêu sẽ giúp chàng dễ dàng lên đỉnh và nàng sẽ khoe trọn cơ thể của mình với sự tận hưởng trọn vẹn. Nàng sẽ nằm ngửa trên phần cao nhất của ghế, một chân duỗi thẳng, một chân hơi co lên. Chàng sẽ đứng thẳng chân dang rộng sang hai bên của ghế, tay đặt lên trên ghế để cố định, nhẹ nhàng di chuyển cơ thể đến gần nàng và bắt đầu thâm nhập vào bên trong cô nhỏ. Tiến hành nhấp và luân phiên tốc độ nhanh chậm để tạo ra cực khoái, đưa nàng lên đỉnh. Có thể kết hợp vừa làm tình, vừa hôn lấy ngực của nàng sẽ khiến nàng cực phê và rên lên vì sung sướng. Và để cho khoảnh khắc này được trọn vẹn nhất, các chị em nhớ tân trang nhũ hoa và cô nhỏ của mình hồng hào như thời con gái 18. Bởi vì như Thanh Ngư chia sẻ đấy, ở tư thế này thì toàn bộ cơ thể nóng bỏng quyến rũ sẽ được phô bày trước mắt chàng. Và chàng sẽ cảm thấy vô cùng kích thích và hưng phấn khi mà được chiêm ngưỡng một cơ thể quá hoàn hảo như một tuyệt tác trước mắt mình vậy. Các chị em có thể trải nghiệm kem làm hồng Eva Pink chỉ sau 1 đến 2 tuần thôi, trẻ hóa vùng nhũ hoa và cô nhỏ. Bởi vì theo tuổi tác này, sau sinh này quan hệ nhiều, các chị em phụ nữ mình kể cả có thanh hương nữa không thể tránh khỏi cái tình trạng là bị thâm xỉn màu. Và điều đó cũng làm cho chúng ta tự ti mỗi khi gần chồng, mỗi khi gần những cái chàng yêu của mình đúng không ạ? Vậy thì các chị em sử dụng Eva Pink đi, sẽ giúp cho mình tự tin hơn và chàng sẽ cảm thấy hưng phấn, kích thích mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và tư thế thứ sáu, tư thế cây cung. Một trong các tư thế quan hệ trên ghế tình yêu cực phê và không nên bỏ qua chính là tư thế cây cung này. Chàng sẽ vừa ôm chân nàng, vừa quan hệ. Nàng sẽ nằm ngửa ở trên ghế, một chân duỗi thẳng, một chân co dơ lên cao. Chàng sẽ ngồi trên ghế, chân giang rộng sang hai bên và đặt chân của nàng lên vai của mình sau đó đưa cậu nhỏ lại sát gần cô bé và thâm nhập sâu vào bên trong tất cả các tư thế quan hệ trên ghế tình yêu hay các tư thế quan hệ nói chung sẽ đem lại cảm giác mạnh mẽ hơn khi các nàng sở hữu cô nhỏ xe khít tuy nhiên theo tuổi tác sinh nở nhiều quan hệ nhiều thì cô nhỏ sẽ càng ngày càng dão rộng và làm cho cái độ ma sát khi cậu nhỏ đi vào sẽ ít hơn và cả chàng và nàng đều khó lên đỉnh. Thì các chị em hãy tập những cái bài tập Kigo để giúp tăng cái độ đàn hồi cho cơ sản chậu và các cơ vòng âm đạo. Ngoài ra các chị em có thể trải nghiệm viên đặt co nhỏ cô bé cứ 5 ngày đặt một viên thôi Các chị em sẽ cảm nhận được Cái độ đàn hồi, độ săn chắc rõ ràng Cô nhỏ sẽ khít khao hơn rất nhiều Khi các chàng đi vào bên trong Sẽ tạo được độ mút chặt, độ ma sát mạnh mẽ Và cả hai sẽ dễ dàng thăng hoa và lên đỉnh hơn Và tư thế cuối cùng trong video ngày hôm nay Tư thế chữ m khi làm tình bằng tư thế quan hệ này thì các cánh mày dâu chỉ cần vận động nhẹ nhàng là đã đem đến cảm giác hưng phấn, thăng hoa tột cùng cho nàng. Nàng sẽ nằm trên ghế tình yêu, hai chân dang rộng, đầu gối hơi co lên chàng quỳ xuống theo tư thế chân đặt hai bên ghế đầu gối chạm đất và chàng sẽ di chuyển về phía nàng cho cậu nhỏ tiến sâu vào cô bé để làm tình điều chỉnh nhịp độ nhanh chậm để đạt được khoái cảm với những tư thế thông thường chúng ta có thể tranh thủ mọi địa hình nhưng với những tư thế quan hệ trên ghế tình yêu thì bắt buộc phải có ghế tình yêu không thể không có được các bạn nhé và có thể khi mà các bạn nghe đến những cái tư thế này cảm thấy rất lạ lẫm vì chúng ta chưa áp dụng bao giờ như thanh hương chia sẻ rồi đấy có thể đến một ngày hai vợ chồng đi đổi gió ở một nhà nghỉ một khách sạn mới mà người ta đã trang bị sẵn mà chúng ta không có kiến thức thì sẽ bỏ qua cơ hội vô cùng quý báu này cho nên hãy nghe thật kỹ hãy sưu tập tất cả những hình ảnh mà thanh hương có để ở dưới đường link để chúng ta luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng bởi vì biết đâu chúng ta sẽ áp dụng vào một ngày gần nhất thì sao nếu như các bạn được thử thì các bạn mới thấy được rằng những tư thế này tuyệt vời như thế nào và đem lại cảm giác thăng hoa sung sướng ra sao. Bởi vì Thanh Hương đã từng được trải nghiệm và ngày hôm nay chia sẻ cho các bạn. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì hãy like và chia sẻ thật nhiều, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra thật nhiều video hơn nữa. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy để lại ở dưới video này, Thanh Hương sẽ tiếp thu và làm video giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.